Chào mọi người, quay lại cái máy khoan cũ của mình nhá. Thì hôm nay thì mình có lấy một số máy như thế này giới thiệu tới mọi người. Mọi người xem rồi cái nào thích hợp với mình thì mua ủng hộ mình cho mọi người. Trước tiên thì cho mình rất là cảm ơn những cái like, đăng ký và comment của mọi người nhé. Đặc biệt là đăng ký thì giúp mọi người là xem được video nhanh nhất khi có video mới nha mọi người. Đây, đợt vừa rồi thì mình cũng ít ra video vì tại hàng về rất là ít. Bây giờ mới có hàng về để đăng lên cho mọi người xem nhé. Mọi người muốn ủng hộ nha. Hôm nay thì đây, như tiêu đề thì mình có một số xeo pin tháo máy này. Như xeo pin này thì cũng không được đẹp lắm, nhưng mà cái vốn của nó thì vẫn tất cả đều trên 3V. Sẽ là xe Sony. Đây, những xe Sony này 18650VT SE. Rồi xéo này thì là INR Samsung 20Q này. Đó. Thì những xéo này xéo tháo máy, mọi người biết tháo máy là gì rồi chứ nè. Kia những cái xéo mà trong những kia pin dính á, nhưng mà những xéo này xéo cũ chứ không phải xéo mới đâu nha mọi người. Tháo máy thì chỉ có cũ cũng có mới. Thì mình sẽ bán cho mọi người, nói chung là mình sẽ bán mỗi xeo 10 ngàn. Để toàn là xeo này 2, 4, 6, 8, có 8 xeo Samsung, 2, 4, 6, 8, 10, 12 xeo Sony, tổng cộng 20 xeo này. Thì nói chung mọi người cũng hiểu rồi, có 10 ngàn thì mình không thể đóng hộp để gửi cho mọi người một xeo được, và mọi người mua một xeo cũng chẳng để làm gì. Thì 20 xeo này á, xeo tháo máy nha mọi người. 20 xeo này mình sẽ bán với giá 210 ngàn một xéo nha mọi người. Đây, coi như số 1 đi, để mình gộp lại thêm một đống. Đây, số 1 200. Đó, 8 xéo Samsung 20Q và 12 xéo Samsung 12 xéo Sony. Đây, mình gộp nó lại thêm một đống như thế này nhé. Cái này thì xeo cũ mình không có báo dung lượng đâu nha mọi người. Mình chỉ báo vốt, tất cả đều trên 3V. Với giá này thì coi như là một con rẻ gặp ngang lên xeo Trung Quốc nữa. Mình không có báo dung lượng những thứ này được. Báo dung lượng thì chắc chết rồi. Quấn bằng kéo nó lại thấy một đống nha mọi người. 20 xeo 28 ngàn nhé. Mỗi xeo 10 ngàn. Đó, số 1 200. Đó, mình thì cũng đợt rồi cũng có về khá nhiều kiểu đó, thì mình sẽ có thì mình sẽ bán rẻ cho mọi người như thế này. Về mọi người chế độ đôi gì của nó cũng tiện, chứ mua xe Trung Quốc thì cũng nguy hiểm mà giá nó cũng cao nha mọi người. Số 1 200. Rồi, số 1 rồi, 200 rồi. Số 2 là mình có cái này. Cái này khoan Hitachi 12V, đầu kẹt 10, ngoài hình thì còn khá là đẹp. Đó, cái đầu này còn rất là mới này. Được chưa? Test thử nhau với sợi dây cũng đẹp này. Mình chú trọng với ngoài hình vì là ngoài hình đẹp thì có nghĩa là ít sai. Điều tóc thẳng ok, đầu ngon, đảo chiều ok nha mọi người. Đây là số 2 thân máy vỏ pin 400. Số 3 là một con bàn vít Hitachi 12V.
có dây có móc đàng hoàng nha mọi người. Được chưa? Ngoại hình như thế này, đầu thì cũng rỡ rồi, ngoại hình cũng khá là ổn, không được đẹp nhưng mà nói chung hết xấu quá. Điều tóc thẳng ok, đã chiều ok, đầu không có rỡ nhá. Số 3, thân máy vỏ pin 450. Thân máy vỏ pin 450 nha mọi người. Số 4. Số 4 là con bàn vỉ Ryobi 12V. Đó, ngoài hình thì cũng đẹp. Đầu không rớt. Con này thì có nhánh chậm nha mọi người. Có nhánh chậm đàng hoàng nhé. Có đen nữa này. Điều tóc thẳng ok. Đảo chiều ok. Đảo chế độ nhanh, chờ chậm này. Nhanh này. Đồ này thì mọi người xài thật là không biết khi nào mới hư à. Số 3 là đây, số 4 nha mọi người. Số 4. Thân máy vỏ pin 450. Rồi, số 5. Số 5 con này là khoan. Khoan 12V, 12V không chổi than nha mọi người. Con này là khoan 12V không chổi than. Vỏ là nhôm nguyên khối, vỏ nhôm nguyên khối. Ở đây người ta có hai bạc đàn. Ở trong đây một bạc đàn đũa này. Ở ngoài đây là một bạc đàn bi này. Đó. Và đây là cái đầu đầu cột để mọi người bắt đầu cái đầu đầu khoan mê lý vào. Ở đây cái này còn thiếu cái đầu khoan mê lý nha mọi người. Mọi người mua cái đầu khoan mê lý gắn vào. Đây. Đây là cái vị dự của nó. Vị trên ngược. Con này không chổi than nha mọi người. Không chổi than, 12V. Đây, công tắc của nó á, mọi người nhìn cái nút cái dấu chấm tròn ở đây này, xuống như thế này là đi ra. Điều tóc thẳng ok nè. Quay lên như thế này, quay ngang cái nút này là khóa công tắc. Quay lên phía trên. Là đảo chiều. Điều tóc thẳng ok nha mọi người. Khoan nhôm nguyên khối, vỏ nhôm nguyên khối này. Đó, cái đầu này thì siêu chuẩn rồi. Hai bậc đàn mà. À, được chưa? Con này con số 5. Thân máy. Thân máy con này là 550 ngàn. À, số 5. Thân máy 550 nha mọi người. Rồi. À, số 6. Số 6 ở đây mình có một cái máy mài Hitachi 14.4V. Ngoài hình con rất là đẹp nha mọi người. Đó. Tua 9.3 vào 1 phút. Ngoài hình thì con đẹp. Máy rất là mới. Đây, chữ Hitachi đây cũng con mới này. 14.4V nha. Đầu này sơn của con rất là đẹp này. Bộ chén này. Được chưa? Máy êm nha mọi người. Bao pin này, cục pin gần hết rồi, còn một vạch à. Đó, máy rất là mới nhá. Đây, có cái nắp bảo vệ luôn. Được chưa? Còn đây là số 6. Thân máy. Thân máy con này thì mình không có vỏ pin. Mọi người mua vỏ pin thì thêm 100.000. 2 4 5 6 6 thân máy 1 triệu nha mọi người. Bảy
Cái này cái đèn Hitachi đời mới hôm bữa có một cái hư, mình bán 350.000 rồi. Cái này thì là cái này cũng hư, hôm bữa có về hai cái hư, thì một cái bình giữ lại sửa, còn một cái thì mình bán, một cái hư mình bán 350. Cái này thì mình sửa rồi, mình thay cái mạch ở trong đó của nó rồi, thì nó vẫn 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 thay xong rồi thì nó vẫn sáng đâu bình thường nha mọi người. Nói chung là sửa rồi đó. Này mọi người xem này, bấm một cái thì nó sáng một dải đèn đây, hai cái nó sáng hai dải đèn, ba cái nó sáng cả bốn dải đèn. Đây nó có bốn dải led ở đấy nhá, bấm thêm một cái nữa thì nó sáng ở đây đó. Cái này thì mình nói thẳng là mình sửa rồi nha mọi người, đó sửa rồi, mình thay cái mạch của nó rồi. Này mọi người xem này, nó có bốn dải led ở đấy này, sáng một dải này, hai này, ba này, bốn này, bốn là cái này đó, được chưa? Cái này thì mình sửa rồi, mình thay mạch rồi, được chưa? Đó đây có cái dây móc này, Hitachi nó gập được nha mọi người, gập được thẳng được, Hitachi 18V đẹp ha. Cái này còn có cái này để hình như là móc vào rồi này, đẹp Hitachi 18V nhá. Cái hôm bữa hư thì mình bán 350, cái này thì mình sửa rồi, mình bán là thay mạch rồi, có nhớ thì mình cống thôi à. 500 nha mọi người, 500 số 7, 500 18V Hitachi nhá. Rồi ở đây cũng có tiếp một cái đèn Hitachi 18V, cái này đèn đó, nó cũng gập như thế này đây, đây bóng của nó đây. Đèn này thì đèn đời cũ, có cái sợi dây treo này đó. Đó đèn này thì chiếu sáng như vậy đó, ok. Rồi cái này thì mình bán 350 nha mọi người, thân máy nhá. Tám 350, tám 350 chính chính ở đây là mình có một con cửa kiếm Hitachi 10/8, loại này là loại mini rất là gọn nhẹ nha mọi người, con này thì quá ngon rồi. Hàng này thuộc dạng hàng hiếm nhá, hàng hiếm mà đẹp siêu tầm được luôn đó. Đó cái cự của nó này này rất là mới này. Cái cự này á, đây mọi người nhìn cái cự không bị xước như thế này thì có nghĩa là gần như chưa dùng nhá mọi người. Nhìn cái cử mà không bị xước như vậy thì gần như chưa dùng nhá. Đó, 10/8, 10/8 là 12V nha mọi người. 10/8 là 12V nhá. Đây. Mọi người nhấn qua đây này. Nhấn qua đây khóa co này, nhấn qua đây mở co này. Cái này thì kéo như xuống như thế này là mở ra để nhảy thử để vào này. Đó. Chưa? Rồi mình tải thử nó nha, điêu tóc này, nó có đen ở đây này các bạn ơi, nó có đen ở đây này, thấy chưa? Này điêu tóc này, đó vừa điêu tóc vừa thẳng lên nha mọi người, cơ kiếm vừa điêu tóc vừa thẳng lên nha. Đó con này thân máy thân máy để cục pin tẻ của mình nhá, thân máy thôi nha mọi người, thân máy 750, thân máy 750 số 9.
con này rất là đẹp. 750. Rồi số 10. Số 10 ở đây mình có một con cừu vong. Cừu vong thì mọi người biết rồi, dùng cách sắt hộp quả tiền. Con này XRP01 Makita 18V. Để em nói đây này. Được chưa? À, nó bị dùng một miếng ở đấy này. Cái nó không sát, không ảnh hưởng tới máy nha mọi người. Cửa vong. Cửa vong thì mọi người biết rồi, chuyên để cắt sắt hộp. Đó. Bên đây phần motor này. Cửa vong Hitachi Makita 18V. Đây. Nó có đèn ở đây này. Đây mình mở cho mọi người xem. Đèn nó nằm ở đây này. Khi lưỡi bỏ vào á thì cái này sẽ xoay kéo theo cái này. Đây này. Đó, cửa vong thì cắt sắt rất là sướng nha mọi người. Cửa vong thì cắt sắt quả đã rồi. Khỏi phải nói rồi. Rồi, con này Makita 18V, cửa vong. Thân máy mình bán 1,7 triệu. Đây cái nâng hà lưỡi để mà nâng hà bánh để mà bỏ lưỡi này. Được chưa? Số mấy rồi ta? Số 10. Số 10 thân máy 1,7 triệu. Con này quá tiền luôn. Rồi, 11 con này là cưa Hitachi 14.4V. Con này nâng hà ban đâu được hết nha mọi người. Lưỡi của con này 1 tấc 25 nha. Đó. Nâng hà ban nghiêng. Ok. Đó. À, đây. Lưỡi của nó này, lưỡi của nó con khá là bén nha mọi người. Lưỡi 1 tấc 25. Chỉ mẹ 2 răng. Mẹ 2 răng nha mọi người. Lưỡi 1 tấc 25. Lưỡi này là nhiều răng này, ngon này. Chưa. Để thử nó nha. Đây, bảo pin này. Ồ, sao đèn nó không sáng thì mình rõ nè. Đèn nó không sáng nha mọi người. Đây, xem này. Con này có thẳng nha mọi người. Đó, có thẳng, ngon. Được chưa? Rồi, con này thì là thân máy mà 600. Máy con rất là ngon nha mọi người. Số 11. Thân máy 600. Rồi, ở đây có 3 con là Hitachi WH18DDR2. Dòng này thì ngang với 171 của Makita. Nhưng mà Hitachi thì nó bền hơn. Thì mình sẽ test cả 3 con rồi báo giá cho mọi người. Mỗi con một giá chứ không phải đồng giá đâu nha mọi người. Vì tại là có con thì ngoài hình đẹp, con ngoài hình xấu, rồi con thì phun chức năng, con thì bị một số lỗi như thế nào thế kia. Thì tất cả ở đây chỉ mình chỉ bán là thân máy, vỏ pin. Được chưa? Thân máy, vỏ pin để về mọi người tự động pin nha mọi người. Rồi, con đây là cục pin tải của mình. Con đầu tiên là con này. Nào đi. Đây mọi người xem qua ngoại hình của nó này. DDR18V nhá. Đầu thì tất nhiên là không thể rơ lát được rồi. Đó, đầy đủ giấy móc đâu hết.
bỏ bánh cho mọi người luôn. Số 1 này, số 2 này, số 3 này. Số 3 thì ở đây nó không có đèn, nhưng mà chức năng số 3 vẫn có nha mọi người. Nó chỉ mất cái đèn thôi, nhưng mà chức năng số 3 vẫn có nha. Đó. Số 4 này. Số 4 là đèn CNK cây. Đó, bật đèn, tắt đèn, bảo pin. Ok. Con này con số 12, thân máy, vỏ pin 1.9. Nó chỉ bị lỗi là mất cái đèn nó thôi, chứ chức năng thì vẫn còn nhá. 12, 1.9 triệu, thân máy vỏ pin quá rẻ rồi. Hồi xưa mình bán 3.2 triệu thân máy thôi, cái lúc hàng mới có hàng hiếm á, được chưa? Rồi tiếp tới con này, mọi người xem ngoài hình đây. Ở trong ba con thì chỉ có con màu xanh là ngoài hình đẹp nhất thôi, còn mấy con này thì ngoài hình nó cũng tương đương nhau hết rồi. Đây vỏ pin của nó đây, cục pin này, cục pin tét này. Số 1 này thì đã chỉ thì nó rất là êm. Số 2 này, số 3 này. Số 3 là cái đèn màu xanh dương này nha mọi người. Đó, mọi người nghe tiếng là biết bên kia số 3 vẫn có, nhưng mà nó mất cái đèn thôi. Rồi, đây này, bảo pin này, được chưa? Rồi, con này phun chức năng, con kia cũng phun chức năng, thiếu cái đèn thôi. Thân máy, vỏ pin 2 triệu. À, số 13. Thân máy vỏ pin 2 triệu nha mọi người. Quá rẻ so với Makita 18, Makita 171 mà ngon hơn. Đây tới con này. Con này thì ngoài hình nhìn hơn hai con kia một xíu. Nói chung là nhìn hơn thôi chứ không phải đẹp tuyệt đối đâu nha mọi người. Hàng cũ tính thì nói chuyện đẹp tuyệt đối được. Đó, camera nó ở này nè. Đây là Hitachi 18 đi đến 2 hết nhá. Đây, vỏ pin. Vỏ pin thôi nha mọi người. Đây. Pin này pin tẻ thử này. Nó chế độ thấp này. 2 này. 3 này. 4 này. Được chưa? Tắt đèn này. Bật đèn này, bảo pin này. Ok, tất cả thì đâu không dỡ ra đâu nha mọi người. Chưa, con này là con số 14. Rồi 14. Con này thân máy vỏ pin 2.1 nha mọi người. Rồi, tới đây là kết thúc video của mình thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Cảm ơn mọi người nhiều.